Rồi về được con siêu phẩm nha anh em. Hàng Huwena 346 XBG. Dòng xịn của Thụy Điển. Nó với 353 là dài phụ tùng giống nhau 100% luôn anh em, nhưng mà nó là hàng bãi xịn ha. 353 mà bán liên danh bán mới tại Việt Nam mình đó, là phụ tùng giống nhau 100% luôn ha. Mà cái này là hàng bãi xịn, nó để là 346 XBG. XBG là nó có sưởi ấm tay cầm nha anh em. Bật cái công tắc này lên ha, là cái tay cầm này nó nóng lên, nó ấm cái tay cầm này với nó ấm cái tay cầm này. Cái đời XBG này bán bên châu Âu mình á, Thụy Điển nó bán cho những nước châu Âu nữa, có thời tiết lạnh đó. Con này đẹp xuất sắc ha, nguyên green hết, green từ con ốc, quá đẹp. Con này chạy bền hơn 353 nhiều anh em, tại vì nó là hàng xịn của Thụy Điển ha. Nó sản xuất cho những cái nước châu Âu xài, với Việt Nam mình không có thể xài đâu. Việt Nam mình thì chỉ đợi nó xài cũ rồi bỏ ra thôi. Nhưng mà con này đẹp xuất sắc luôn, nguyên zin từ ngóc luôn, quá đẹp, quá đẹp luôn anh em ơi, quá đẹp, zin từ ngóc nha anh em. Rồi để em test nổ anh em nghe ha. Động cơ nằm bít tông là còn găng ngang luôn anh em. Con này anh bển chưa cắt được nhiêu hết trơn ha. Về Việt Nam mình thì gọi là hàng siêu whip. Rồi đầu máy là 4,6 triệu anh em. Đầu máy là 4,6 triệu. Lên làm xích bao nhiêu thì tính tiền bao nhiêu. Còn anh em nào đã có làm xích rồi thì bán máy về anh em tự lên ha.